Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ phương Đông tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là do lời đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta." Bây giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kẻ ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi đã nhận được lời báo mộng đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật Chúa Hiển Linh. Phúc âm Thánh Matthew chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Chủ đề: Niềm tin lên đường. Tin mừng Matthew cho biết Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì. Bethlehem là một thị trấn cách Jerusalem 10 cây số về phía nam. Thời xưa nó được gọi là Ephrata. Tên Bethlehem có nghĩa là nhà bánh vì nằm ở vùng quê màu mỡ nhiều lúa mì. Đó cũng là nhà và thành của David. Chính từ dòng dõi David mà Thiên Chúa ban đấng cứu độ cho dân Ngài. Như tiên tri Mi-kha đã loan báo: "Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi bé nhỏ nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel." Vì vậy mà dân Do Thái luôn trông đợi. Đoạn tin mừng hôm nay cũng kể về các nhà chiêm tinh gọi là Magi, từ phương Đông đi tìm kiếm đấng cứu tinh vừa mới giáng sinh mà họ phát hiện qua ánh sao lạ. Magi là một chi phái Medi, là một phần dân thuộc đế quốc Ba Tư. Ban đầu là một đảng phái chính trị, nhưng về sau trở thành chi phái tư tế. Họ là những người khôn ngoan và thánh thiện, rất giỏi về triết học, y khoa và khoa học tự nhiên. Vào thời đó, mọi người đều tin vào khoa chiêm tinh, tin rằng có thể tiên đoán tương lai dựa vào các vì sao, và tin rằng số mệnh một người cũng được an bài bởi ngôi sao đã xuất hiện lúc người ấy sinh ra. Nếu thình lình có một vì sao sáng xuất hiện, thì phải chăng Thiên Chúa đang can thiệp vào chính trật tự của Ngài để tỏ cho con người biết một điều gì đó? Điều quan trọng trong bài tin mừng là các nhà chiêm tinh như đại diện cho các dân ngoại. Matthew viết theo lối văn khải huyền của người Do Thái, nên ta không thể hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể dùng sự xuất hiện của một vì sao để báo hiệu cho các nhà chiêm tinh biết con người đã chào đời. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ, họ nhận thấy lời mời gọi lên đường để tìm kiếm vị cứu Chúa của muôn dân. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cả để bước đi trong đêm tối. Chỉ còn dựa vào ánh sao của niềm tin khi tỏ khi mờ. Họ chỉ gặp được Chúa sau khi trải qua nhiều gian nan thử thách trên đường và chỉ nhận ra Chúa với cái nhìn đức tin mạnh mẽ. Nhất là khi đứng trước cảnh hang lửa tồi tàn, thiếu đức tin, người ta vẫn thấy Chúa nhưng không nhận ra Ngài. Các nhà chiêm tinh từ ngàn dặm xa xôi đã lên đường tìm đấng cứu thế. Đang khi Herode và hàng lãnh đạo Do Thái giáo cũng được báo tin thì lại bình chân như vậy. Bởi lẽ các luật sĩ hay biệt phái chỉ thao thức về lề luật, các thượng tế chỉ lo nghi lễ trong đền thờ.
Các kỳ lão chỉ bận tâm về truyền thống. Họ là những người lãnh đạo tôn giáo nhưng lại tự mãn và khép kín trong những cơ chế an toàn và cứng nhắc. Còn vua Herode thì toan tính để khai trừ vị vua mới sinh. Điều này không lạ gì vì ông là người đa nghi và tàn bạo, đã từng giết vợ, mẹ vợ, ba người con trai và nhiều danh tướng khác. Phản ứng của Herode là ganh ghét và thù địch nên cũng tìm cách diệt trừ Đức Giê-xu. Thời nay vẫn có những triết gia chủ trương bất khả tri, coi Thiên Chúa chỉ là một phạm trù siêu việt. Nếu Ngài có hiện hữu thì cũng không ăn nhập gì đến thế giới loài người. Vẫn có những nhà khoa học và những người chủ trương vô thần, phủ nhận những gì là thần linh. Họ cho điều huyền nhiệm cũng chỉ là huyền thoại. Vẫn không thiếu những kẻ có quyền thế tìm cách trù dập chân lý. Đối với họ, vũ trụ thiên nhiên như một đối tượng để nghiên cứu và khống chế, chứ không mang tính siêu nhiên, càng không như một dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng cũng trong thời đại này, dù không là Kitô hữu, vẫn có biết bao người đang rong ruổi tìm kiếm Thiên Chúa. Có ánh sáng nào đó soi chiếu trên đường đời của họ, khiến họ miệt mài phục vụ trong mọi lĩnh vực, nhằm nâng cao đời sống tinh thần và góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn, hướng con người đến những giá trị tâm linh vĩnh cửu. Còn chúng ta thì sao? Nếu không tỉnh thức, ta dễ tự mãn với những điều mình biết về Thiên Chúa, chẳng còn thao thức kiếm tìm Ngài, nên cũng chẳng quan tâm gì đến những dấu chỉ hay thời điểm. Dường như đời sống đức tin của chúng ta đã được gói gọn trong các câu kinh và nghi thức. Những gì sâu xa nhất cũng đã được hệ thống hóa trong các cử hành phụng vụ, nên ta cảm thấy quá đầy đủ, không cần nhận ra Chúa nơi điều gì khác. Cần có lòng khao khát chân lý và sự thiện hảo như các nhà chiêm tinh, để ta can đảm ra khỏi mình, ra khỏi những an toàn và tiện nghi đang trói buộc mình hằng ngày, để thấy Chúa đang tỏ mình qua mọi biến cố của đời sống, từ thiên nhiên vạn vật đến con người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa khắp hoàn vũ, Ngài không chỉ tỏ mình cho Israel mà còn cho tất cả mọi dân nước. Chúa vẫn làm sáng lên những ánh sao, không chỉ ở trên trời cao mà còn chính ở trong lòng người thế, để thiên hạ được biết nẻo tìm về. Chúa đặc biệt tỏ mình cho những ai có tâm hồn đơn sơ và ngay chính, sống công bình và bác ái tận tình, không ham mê bám víu vào trần thế, không mơ hồ với cuộc sống lê thê, không kiêu căng hay ích kỷ hận thù. Như các nhà chiêm tinh đi tìm Chúa, xin cho con dám đi ra khỏi mình, khỏi định kiến và lười biếng tinh thần, khỏi tiện nghi và tự mãn bản thân, để nhận ra Chúa nơi từng tha nhân qua dấu chỉ của thiên nhiên vạn vật. Xin cho con sống niềm tin lên đường, luôn can trường và chấp nhận đau thương, để sau khi vượt qua nhiều gai chướng, được gặp Chúa ở cuối cuộc hành hương, là niềm vui hạnh phúc chốn thiên đường mà lòng con vẫn hằng luôn mong ước. Xin cho con nên dấu chỉ của Chúa là ánh sao giữa đời trong đêm tối, để âm thầm luôn dẫn lối đưa đường, là ánh sao hiền lành và khiêm nhượng trong phục vụ với tất cả tình thương, để quy hướng mọi người về với Chúa. Amen. Thank you.
Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho Israel, Ngài còn tỏ mình qua nhiều cách thức cho mọi dân nước. Thiên Chúa vẫn luôn làm sáng lên muôn ánh sao, không ở trên trời cao nhưng ở trong lòng người. Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa giáng sinh. Thiên Chúa luôn là đấng mọi nhân thế khát mong, Ngài luôn tỏ mình cho người lòng ngay đang tìm nẻo chính. Ai bước khỏi chính mình dám đi theo ánh sao, gian khổ không hề nao thì mới mong đời sau. Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa giáng sinh. Chính ba nhà bác học tìm Chúa khi xưa, chịu bao nắng mưa cứ cực gian nguy nhưng hằng quyết chí, đi tới chỗ vua trời mới sinh, ôi phúc vinh, bao khổ đau vượt qua cho đức tin nở hoa. Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa giáng sinh. Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa giáng sinh. Xin cho chúng con dám sống niềm tin lên đường, một niềm tin luôn can trường chấp nhận đau thương để tìm gặp Chúa. Xin cho chúng con trở thành ánh sao chỉ đường, ánh sao phục vụ yêu thương, ánh sao an bình của Chúa giáng sinh.